Vâng, em xin mến chào các bác. Thưa các bác, thì hôm nay ngày thứ bảy em được nghỉ nhưng mà lại đi chơi vừa mới về. Thì em xin quay cho các bác tham quan cái vườn cây của em nha. Vườn cây của em thì không có mái che mưa. Và đến bây giờ thì thời tiết ở Ninh Bình chúng em xin thưa với các bác là đến bây giờ là mưa đến khoảng nửa tháng này rồi. Nửa tháng này là mưa liên tục nha. Và hiện tại thì đến bây giờ là em đang quay đây thì thời tiết cũng đang mưa này. Và vườn em thì không có mái che các bác. Không có mái che mưa đâu, chỉ có mái che nắng thôi. Em trồng này, các bác thấy em trồng này. Đấy, trồng rất là đơn giản nhé. Và không lo, không bị thối một cây nào cả. Đây là những cây mà trồng mà em đã thấy là rễ nó ra rồi thì em bổ sung phân, phân dê nén. Cái loại phân này mưa nửa tháng rồi mà nó vẫn cứ còn tròn nguyên đấy, nó không bị tan. Trời đang mưa to rồi, nhưng thôi em cũng xin tranh thủ quay cho các bác xem. Đây, các bác thấy cái tác phẩm này của em, thấy cô hoành tráng không? Quá hoành tráng luôn nha. Lá to trên 5 sen. To lắm các bác. Đấy này. Đấy. Rất là hoành tráng. Còn em còn kia một cái tác phẩm bên kia nữa. Đấy, cũng là nó đấy. Em mới tách ra đây. Em mới tách ra và em đang tiến hành kích mầm. Kiếm các bác nha, kiếm là không cây nào vấn đề gì nha. Đây, những các cái cây này nằm sâu ở dưới này, lá to khủng luôn. Địa đây ạ. Địa đây. Xin thưa với các bác là ăn mưa nửa tháng nay rồi. Địa, địa làn đấy ạ. Các cái lá kia nó vàng là do nó già nhé. Già và lá năm ngoái. Còn những các cái lá năm nay già thì cứ xanh mướt. Ăn mưa nửa tháng rồi. Và đây, cái cây này là cây xổ số mà hai cái chậu rất là đẹp mà em vừa với quay đến cho các bác. Thì đây là cây mẹ và cây bà của nó. Hôm trước em tách em quay cho các bác xem. Và bây giờ thì đây, nụ đây rồi. Nụ đây. Xin thưa với các bác là em tách nó ra. Và cái cụm này ba cây thì em cũng tách rời cả ra nhé. Sau khi mà em tách rời ra thì em phun cái thuốc kích hoa tự chế của em đấy. Nhưng mà em không cắt nước được. Do vậy mà nó vẫn cứ lên mầm các bác. Hoặc có thể là trước đó là em đã phun cho nó về chăm sóc hai cái cây non kia mà. Thì nó có một cái lượng dinh dưỡng, một cái lượng đạm khá là lớn trong cái cơ thể nó rồi. Nên là trong cái thân cây nên là, khi mình phun, em phun có một với hai lần thôi. Thì nó chưa đủ liều để nó ra hoa nhiều. Nhưng mà nó bật mầm hết luôn rồi các bác này. Đấy. Nhưng mà có hoa đây rồi. Thì cũng không cần nhiều lắm. Nó ra 4 cái mầm luôn các bạn. Bên này 3 chiếc. Bên này 1 chiếc. Và tôi không cần nhiều lắm. Chỉ cần một cái hoa này là đủ rồi. Để mình thẩm. Mình biết được cái hoa của nó. Còn lại là muốn cho nó lực và nó đẹp. Hoa nó đẹp và cho nó tuyệt vời. Thì phải sang năm. Phải tháng 3 sang năm. Đợi cái cây này nó ra hoa thì mới chuẩn mặt bông và chuẩn hoa được. Nhưng mà qua cái chậu này thì để mình biết được nó, để mà luyện rèn tiếp và cũng như có những các cái kế hoạch. Đấy, đây là ba cái chậu. Chậu kiếm của em cũng mới trồng nhưng mà ăn nước mưa 100%. Đấy, các cái chậu trên này cũng vậy. Tất cả là đều ăn nước mưa 100% các bác. Đây, cái giàn này của em cũng vậy.
ăn nước mưa 100% nha. Cái này là trồng bằng cái giá thể Lipva, hơi nhiều giá thể Lipva nhưng mà mưa nửa tháng rồi cũng không bị làm sao nhé. Đấy, các bác xem cái mặt chậu giá thể Lipva. Trồng như này thì xin thưa với các bác là rễ nó cứ nổi trên trúc mà. Đây em còn một cái chậu này. Chậu này khủng luôn. Đấy, nhưng mà phải test hoa đã. Còn đây, xanh Quảng Trị đây. Xanh Quảng Trị. Đấy. Đấy, em trồng đấy, các bác thấy em trồng nó đơn giản à. Xỉ than đấy, xỉ than với vỏ thông mới phân dê nén. 6 cây nha, cây mẹ mới tách ra hôm trước đấy. Đây, cây con lá của nó này. Mưa mà nó phát triển rất là mạnh. Đấy. Còn em còn cái chậu này là trấn sơn kiếm ấy. Lên như rau muống, thân già em tách ra rồi. Thân già em tách, em bảo là tặng cho một người bạn ở trên Lào Cai trồng cho anh ấy, hôm trước nó ra hoa. Và một mắt thì một bên thì nó lại ra mầm rồi. Đang chăm hộ cho anh ấy, mai ngày kia tặng anh nhá. Anh ấy cũng là khách hàng. Trấn sơn kiếm. Chậu này là trấn sơn kiếm. Có hoa bói. Còn bảo lan thì đây, bảo lan. Đấy. Và em còn một số cây đang treo trên đây. Đây là hai cây chí, chí mini. Đấy, em quay cho các bác tham quan toàn cảnh cái vườn của em. Sau hàng đợt này nó mưa dài quá, gần tháng. Liên tục, nó chỉ ngớt tạnh được một lúc là nó lại mưa. Mà vườn thì cứ xanh mướt, chả bị thối cây nào cả. Nó do mình các bác, nó do mình, cái cách trồng của mình ấy. Cái cách trồng của mình rồi cái cách chăm sóc. Đây, địa lan. Rồi kiếm. Đấy. Đây. Còn phi điệp của em cũng ăn mưa luôn nửa tháng này. Phi điệp à. Đấy. Phi điệp từ cây bé này, cây to. Có cái chậu này thì dính nhỉ. Đây. Địa này, kiếm này. Nhét lung tung các bạn. Địa. Đấy, em xin quay gửi đến các bác nha. Mưa nửa tháng luôn, mưa nửa tháng liền luôn mà không bị thối, không bị hỏng cây nào cả. Có cái lần mưa trước thì chết mất một chậu chậu địa Trung Quốc, mua về thuần nhưng mà khó, nó khó thuần lắm các bác. Cái hàng Trung Quốc, hàng mới nó không, nó khó thuần lắm. Còn cái hàng các cụ thì dễ. Đây, cái cây này của em. To. Ui. Vâng, còn đây là một số những các cái cây. Đây em còn cái chậu này nữa. Cái chậu này là Flat Amazon của Mỹ này.
phá dần, mình chỉ để một số các cái tác phẩm thôi. Rồi, em lên kiểm tra vườn sau nửa tháng trời mưa gió. Em xin quay và chia sẻ với các bác cái cách trồng cũng như là chăm sóc. Thì mình cái nguyên tắc của làm thì mình cứ phải trồng nó thoát nước tốt các bạn. Thoát nước tốt. Hai nữa là phân sạch. Cái thứ ba nữa là phân nó đừng nhoét ra. Làm sao mà bón sau 1-2 tháng cái viên phân nó vẫn còn. Phân dê cũng vậy, mà phân tan chậm Nhật Bản cũng vậy. Nó phải tan từ từ và nó vẫn là thành cục vậy, nó có cái độ thông thoáng thì nó không bị thối. Còn nếu động bác nào mà trồng bí là nó thối ngay. Bí và giữ nước bí là nó thối. Nhưng mà lại trồng bằng cái giá thể Liva thì lại không vấn đề gì, cũng là một cái mà rất là hay. Thôi em xin chào các bác nha, xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Hôm nay thì em quay cho các bác tham quan cái vườn của em tí vậy. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác.